Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Thì ngày hôm nay tiếp tục bên em lại về một cái lô mic Beyer vì tím đời cao. Đây là dòng mic đuôi chuột các bác nhé. Mã của nó là Meisiger MGK15. Đấy, dòng mic tay da cá màu ghi xám cực kỳ đẹp. Dòng này các bác và anh em chơi gia đình quá ok các bác nhé. Đặc biệt các bác và anh em làm phòng hát hay là các bác và anh em làm sự kiện, dòng mic này cũng rất ok. Dòng mic này thì đặc biệt của nó là tiết kiệm pin này, dễ hát. Nó ra một cái chất âm rất hay các bác nhé. Với giá tiền thì bên em xin báo luôn là 2.700.000 một bộ, bên em bao ship. Đây là nội thất của nó này. Các bác bên em nhìn nội thất của Beyer đời cao. Quá ok luôn. Đầu thu thì chưa lau chùi gì luôn các bác nhé. Vừa về xong. Với giá tiền là 2.700.000 một bộ. Rất xứng đáng để các bác bên em chơi một bộ mic đẹp như thế này. Dòng mic này quá đẹp luôn. Thì trên đây em cũng đang cắm một bộ mic để test cho bác và anh em nghe chất âm. Hey một hey bốn năm sáu bảy lên, một hey bốn năm sáu bảy lên. Dòng này thì có đầy đủ các tính năng như cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc cho bác và anh em. Nói chung là quá đẹp cho một bộ mic 2.700.000. Thì bác nào mà có nhu cầu gì về bộ mic Beyer, mã của nó là GMK15, thì các bác và anh em liên hệ với Hương Giang theo số điện thoại là 0979987696 các bác nhé. Bên em chuyển hàng toàn quốc, các bác và anh em mua hàng không cần phải đặt cọc, được nhận hàng kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Rồi bác nào mà có nhu cầu thì gọi điện cho em. Cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác.